Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh tin mới của chúng tôi. Kênh của chúng tôi sẽ luôn luôn cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, trong đêm qua và sáng ngày hôm nay, ở khu vực Tây Bắc, Bắc Bộ và Hà Giang đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, nhiều nơi đã có mưa to trên 80mm như là khu vực ở Trường Nơi 6, Sơn La 136mm, Ba Hàm, Điện Biên 85mm, Nậm Ti, Hà Giang 112mm. Dự báo từ tối và đêm nay cho đến hết đêm mai ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có nơi có dông mạnh, với lượng mưa từ 90 đến 150mm một đợt, có nơi trên 250mm một đợt. Thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm. Từ ngày kia, mưa lớn sẽ có xu hướng giảm dần. Cảnh báo mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ còn kéo dài đến ngày 17 tháng 6. Do mưa lớn nên cần phải đề phòng với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Đồng thời, trong mưa dông cũng cần phải đề phòng với khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Do mưa lớn kéo dài, từ ngày mai trở đi, nắng nóng sẽ kết thúc ở các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ. Tại khu vực Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên vẫn có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 40 đến 65%. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ còn kéo dài khoảng trong nhiều ngày tới. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn đang chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh, nên vẫn có những cơn mưa rào và mưa dông rải rác tại cả hai khu vực này. Cục bộ sẽ có nơi có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng với mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn sẽ tập trung nhiều vào chiều và tối, nhiệt độ cao nhất trong ngày tại các khu vực tỉnh thành Tây Nguyên từ 27 đến 31 độ, khu vực Nam Bộ từ 30 đến 33 độ. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chi tiết các khu vực tỉnh thành trên cả nước trong đêm nay, ngày mai và 7 ngày sắp tới. Khu vực Bắc Bộ trong tối và đêm nay trời nhiều mây, có mưa rào và mưa dông rải rác tại hầu khắp các khu vực, tập trung nhiều tại các khu vực Trung Du, vùng núi phía Bắc và khu vực phía Tây Bắc. Mưa có xu hướng gia tăng dần về đêm và rạng sáng, với nhiều nơi có mưa vừa, mưa to như là tại Cao Bằng, Bắc Cạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hòa Bình, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng. Cục bộ một số khu vực như Điện Biên, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang có mưa to và mưa rất to. Trong mưa dông cần đề phòng với mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh. Đồng thời người dân cũng cần đề phòng với khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Các khu vực như Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Bắc Giang, trời sẽ ít mưa, một số nơi ven biển của Quảng Ninh và Bắc Ninh, Bắc Giang giáp với Thái Nguyên, Hà Nội, về đêm và rạng sáng có mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Ngày mai, ban ngày trời nhiều mây và có nắng gián đoạn, có mưa nhỏ rải rác ở một vài nơi tại Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang và ven biển Hải Phòng, Thái Bình. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi dưới 35 độ. Đến chiều và tối, mưa rào và dông rải rác tại một số nơi như Bắc Cạn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La, phía Bắc của Lạng Sơn, khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nội. Trong đó, mưa to sẽ tập trung tại các khu vực vùng núi phía Bắc. Cục bộ có nơi mưa rất to, cảnh giác với khả năng xảy ra mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh. Đến tối và đêm mai, mưa to đến rất to sẽ diễn ra trên diện rộng tại các khu vực của Bắc Bộ và tập trung chính tại Đồng Bằng và phía Đông Bắc Bộ như là Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hòa Bình, Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La. Về đêm và rạng sáng có mưa to tại các nơi như Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh,
cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông cần đề phòng với khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Đồng thời, cảnh giác với các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm trong cơn dông như là lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 23 độ. Dự báo có mưa lớn xảy ra trên diện rộng tại các tỉnh thành Bắc Bộ cho tới ngày 16 tháng 6. Từ ngày 17 tháng 6 trở đi, mưa sẽ có xu hướng giảm dần, tuy nhiên vẫn có những cơn mưa rào và dông rải rác tại các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ trong nhiều ngày tới. Thời gian mưa to tập trung vào chiều tối, đêm và rạng sáng. Do mưa lớn kéo dài nên nhiệt độ tại các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ từ ngày kia trở đi sẽ khá mát mẻ, phổ biến từ 30 đến 34 độ và duy trì trong những ngày sau đó. Khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, có mưa nhỏ và mưa rào rải rác tại Thanh Hóa và Nghệ An. Cục bộ một số khu vực ven biển Thanh Hóa có thể có mưa vừa, mưa to. Khu vực Nghệ An mưa chủ yếu diễn ra vào tối và sẽ giảm nhanh về đêm. Còn khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, thời tiết tạnh ráo và không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ. Ngày mai trời nắng nóng trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Chiều tối có mưa nhỏ, rải rác ở một vài nơi tại Thanh Hóa. Đến tối và đêm mai, khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, trời tạnh ráo và không mưa. Đêm và rạng sáng có mưa rào và dông tại Thanh Hóa. Cục bộ có nơi có mưa to, có nơi mưa rất to, cần đề phòng với khả năng xảy ra mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ. Dự báo mưa rào và dông rải rác với lượng mưa vừa, mưa to cục bộ tại Thanh Hóa, còn có thể kéo dài tới ngày 16 tháng 6. Từ ngày 17 trở đi, mưa sẽ giảm nhanh. Từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế trong những ngày tới có nắng nóng trên diện rộng. Dự báo nắng nóng tại khu vực này sẽ còn kéo dài tới ngày 21 tháng 6. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời nhiều mây, tạnh ráo, không mưa. Buổi tối có mưa nhỏ rải rác ở một vài nơi tại Khánh Hòa và phía nam của Bình Thuận. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ. Ngày mai trời nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Phú Yên từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Còn tại Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Chiều tối có mưa nhỏ và mưa rào nhẹ rải rác ở một vài nơi tại phía nam của Bình Thuận. Đến tối và đêm mai, phổ biến trời tạnh ráo và không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ. Dự báo thời tiết nắng nóng sẽ còn tiếp tục duy trì tại hầu khắp các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong ngày mai và ngày kia, với nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Về chiều tối có mưa nhỏ rải rác ở một vài nơi tại phía nam Ninh Thuận, Bình Thuận. Dự báo từ khoảng chiều tối ngày thứ 6 trở đi, mưa rào và dông có khả năng quay trở lại, tập trung nhiều tại phía nam Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Tuy nhiên, đợt mưa này không lớn và có thể kéo dài tới ngày 21 tháng 6. Khu vực Tây Nguyên, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa vừa, mưa to tại nơi như Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Cục bộ sẽ có nơi mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông cần đề phòng với mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh. Đồng thời cần đề phòng với khả năng xảy ra ngập úng tại các khu vực trũng thấp và sạt lở đất tại các khu vực vùng núi. Mưa sẽ tập trung nhiều vào tối và sẽ giảm dần về đêm và rạng sáng. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ. Các khu vực vùng cao nhiệt độ thấp hơn từ 17 đến 19 độ. Ngày mai trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác tại Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Mưa có xu hướng gia tăng về chiều tối, tập trung nhiều tại các khu vực phía nam, nhất là tại Đắk Nông, Lâm Đồng, Đắk Lắk. Cục bộ sẽ có nơi mưa vừa và mưa to. Trong mưa dông, cần đề phòng với khả năng xảy ra mưa đá, lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Đến tối và đêm mai, trời phổ biến nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa rào và dông rải rác tại Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Cục bộ tại Đắk Nông, Lâm Đồng và phía nam Đắk Lắk có thể có mưa vừa và mưa to. Mưa sẽ tập trung vào buổi tối và sẽ giảm dần về đêm. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi dưới 18 độ. Dự báo vẫn có những cơn mưa nhỏ, mưa rào và dông rải rác tại Tây Nguyên trong ngày mai và ngày kia. Từ chiều tối ngày thứ 6, mưa dông sẽ có xu hướng tăng nhẹ, tập trung nhiều tại các nơi ở phía nam Tây Nguyên. Thời gian mưa to chủ yếu vào chiều và tối. Trong những ngày tới, nhiệt độ ở khu vực Tây Nguyên sẽ rất mát mẻ, phổ biến từ 28 đến 32 độ.
Khu vực Nam Bộ trong tối và đêm nay trời nhiều mây, có mưa nhỏ và mưa rào rải rác ở một số tại vùng biển Đông Nam Bộ như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và ven biển miền Tây như tại Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Cục bộ tại một số nơi như Bình Phước, Đồng Nai có thể có mưa rào và mưa dông. Trong mưa dông cần đề phòng với khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa sẽ chủ yếu vào buổi tối và sẽ có xu hướng giảm dần về đêm. Riêng tại Bình Phước và Đồng Nai, về đêm có thể có mưa nhỏ và mưa rào. Các tỉnh thành còn lại phổ biến trời tạnh ráo và không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Ngày mai, buổi sáng và trưa trời nhiều mây và nắng gián đoạn, có mưa nhỏ rải rác ở một vài nơi tại Bình Phước, Đồng Nai, An Giang, Kiên Giang, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 34 độ. Đến chiều và tối, mưa dông sẽ có xu hướng gia tăng. Có khả năng có mưa vừa, mưa to diện rộng tại cả hai khu vực miền Đông và miền Tây Nam Bộ, với nhiều nơi có mưa to như là Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long, Cà Mau, Đồng Tháp, Long An. Cũng có mưa rào và mưa dông rải rác tại An Giang, Kiên Giang và Bà Rịa Vũng Tàu. Trong mưa dông, nguy cơ cao xảy ra mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh. Cần đề phòng với khả năng xảy ra ngập úng tại các khu vực đô thị và các khu vực trũng thấp, đặc biệt là tại các khu vực của thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ và các khu vực ven biển. Đến tối và đêm mai, phổ biến trời tạnh ráo, không mưa, có mưa nhỏ và mưa rào nhẹ ở một vài nơi tại Bình Phước, Đồng Nai. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Dự báo trong 2 ngày là ngày mai và ngày kia mưa dông sẽ có xu hướng giảm tại các hai khu vực miền Đông và miền Tây Nam Bộ. Tuy nhiên, vẫn có mưa nhỏ và mưa rào rải rác vào chiều và tối. Từ khoảng ngày thứ 6, mưa dông sẽ quay trở lại và gia tăng lại tại cả hai khu vực miền Đông và miền Tây Nam Bộ. Dự báo đợt mưa này có thể kéo dài tới ngày 20 tháng 6, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 30 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ và sẽ duy trì trong nhiều ngày sắp tới. Vừa rồi là thông tin cuối trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!